tôi đang có mặt tại phòng truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh đính liền, và lúc này là 14 giờ và chúng ta thấy là hình ảnh vừa rồi ghi lại thì hai bé đã được tách ra. Là cảm thấy rất là xúc động luôn á. Tại vì á là bản thân mình là nằm trong ekip mổ đã theo hai bé từ khi mà sơ sinh tới bây giờ, trực tiếp siêu âm, trực tiếp làm, trực tiếp chụp CT MRI hai bé tự tay làm hết, thì tới cái khoảnh khắc mà hai bé được tách ra thực sự là cảm giác là cực kỳ là xúc động luôn. Khoảnh khắc là mong chờ nhất. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật á thì đều nằm trong cái dự tính hết. Cho nên là mọi thứ đều đúng theo kế hoạch, và thật sự là tới bây giờ là đạt được những cái thành công nhất định khi mà tách hai bé ra. Vậy thì cái bước tiếp theo của mình là gì chị? Bước tiếp theo như thế này thì sẽ là khép cái xương mu lại, đưa các cái cơ quan nội tạng nằm ở hai bên thì bây giờ đưa vào giữa, khép cái xương mu lại và đóng cái vạch da lại. Thì cái sắp tới sẽ là cái khoảnh khắc rất là quan trọng, cái khúc mà ghép cái xương mu nó sẽ rất cực kỳ khó. Khâu tiếp theo sẽ là cái khâu khó nhất trong cái cuộc phẫu thuật.